là Thị Tiên, đến từ đại lý ủy quyền tên lệnh Giác Hưng Long tại tỉnh Hậu Giang. Anh được mấy bé ha? Hai đứa. Bà xã bỏ đi. Con tên là Hà Quốc Đạt, hôm nay con 10 tuổi, học trường tiểu học ngoại ba. Mẹ con bỏ, con rất là thích đi học. Sáng nào con cũng chạy trường ra đường lộ đi học. Gán mặn nuôi cho hai đứa chứ, giờ buông xuôi cũng ai đâu nuôi, nó bỏ hai đứa tội nghiệp. Anh Gạo ơi, giờ tôi xin phép tôi hỏi chuyện riêng tư một chút xíu. Vậy chứ vợ anh đâu? Nghèo quá bỏ. Nghèo quá bỏ đi. Anh có muốn gặp lại chị không? Không được. Thì ngày hôm nay Trình Cơ Hội Đổi Đời cũng sẽ cố gắng giúp đỡ anh bằng mọi cách như thế nào để anh có một cái số vốn vui lên nghe. Đừng có buồn. Cũng hơi tiếc một chút là mình cũng kiếm số tiền nhiều hơn ấy. Rồi chị có đề cử một cái anh đây. Anh có đi theo tham gia trận đấu luôn. Vỗ tay cho anh Tám. Trời ơi. Bà con đưa bà con. Tiền tóc anh Thư tìm bên tóc anh Thư á, không biết cố gắng hết sức luôn, làm đủ mọi cách. Cái chị cho cây son biết bà đâu rồi, bà thấy thương quá. Ủa, chị bao nhiêu tuổi? 35 tuổi. Trời đất ơi, chị thua em 17 tuổi. Chị thua em 17 tuổi. Thôi chạy ngược vậy là xa lắm. Rồi quay lại chạy thẳng luôn. Còn dưới đây là la giải sống luôn. Em mà mình đang rối rắm thì có một cái chị hỏi chứ, nhiêu tuổi rồi? Quá vui.